Thưa quý anh chị đồng nghiệp, thì trong năm 2021 thì có ba cái hội nghị độc quyền quốc tế được tổ chức là online, và trong cái những cái hội nghị này thì có đề cập đến một số cái nghiên cứu. Thì thông qua những cái nghiên cứu đó thì có đưa ra một số cái hướng mở cho cái việc điều trị đột quỵ cấp, cũng như là khẳng định lại một số cái vấn đề còn đang tranh cãi, và điều đó sẽ được thể hiện qua những cái guideline mới nhất, đó là cái guideline của Hội đột quỵ châu Âu năm 2021. Thì em cũng xin phép trình bày về những cái điểm mới, cũng như những cái điểm khẳng định lại những cái yếu tố cũ, những cái guideline khuyến cáo cũ thông qua cái bài trình bày hôm nay. Thì cái nội dung của bài trình bày thì gồm có 4 phần. Thứ nhất là về cái cửa sổ, việc mở rộng cái cửa sổ điều trị tái thông với sự hỗ trợ của các kỹ thuật hình ảnh học hiện đại. Vấn đề thứ hai là lấy so sánh cái điều trị bắc cầu với lại lấy cái khối trực tiếp qua cập nhật những cái nghiên cứu mới năm 2021, và cập nhật một số cái mô hình can thiệp cấp cấp đột quỵ cấp, và chỉ định cái điều trị TB trong một số cái tình huống đặc biệt. Thì chúng ta biết rằng là cái điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp trong giai đoạn tối cấp đó là quan trọng nhất, đó là cái vấn đề tái thông mạch. Thì cái những cái biện pháp tái thông nó bao gồm là TPA tĩnh mạch và lấy huyết khối cơ học với cái cửa sổ là 3 giờ, và được khuyến cáo bằng chứng 1A, và từ 3 giờ đến 4 giờ rưỡi bằng chứng là 1B, và lấy huyết khối cơ học đó là cửa sổ kinh điển là 6 giờ. Về tái thông bằng can thiệp mạch lấy huyết khối với cửa sổ 6 giờ thì đã được khuyến cáo cho đến năm 2019, đó là đối với những trường hợp tắc động mạch lớn, đó là động mạch cảnh trong hoặc là em đoạn M1 động mạch não giữa với các aspect từ 6 trở lên, đó là chỉ định một class 1A, đã được dùng trên bệnh nhân đã được dùng TPA trước trước điều trị cầu hoặc là có chống chỉ định TPA. Thì vấn đề mà mở rộng cửa sổ điều trị thì nó phụ thuộc vào cái vấn đề là sự tồn tại của cái vùng tranh tối tranh sáng. Và chúng ta đây là cái sơ đồ nó biểu hiện cái diễn tiến của cái vùng tranh tối tranh sáng. Thì khi mà khi một cái mạch máu bị tắc thì chúng ta thấy rằng ở đây là có một cái lõi nhồi máu màu đỏ ở giữa, và xung quanh đó là cái vùng thiếu máu cục bộ, tức là cái vùng tranh tối tranh sáng. Thì theo diễn tiến và thời gian, nếu mà tình trạng tái thông không được thiết lập đó, thì là cái vùng nhồi máu nó sẽ ngày càng lớn và cái vùng tranh tối tranh sáng ngày càng nhỏ, và đến một cái thời điểm nào đó thì là chúng ta cái vùng của động mạch não đó bị tắc đó thì sẽ chỉ toàn là cái vùng hoại tử, thì khi đó chúng ta không còn cái chỉ định tái thông nữa. Và người ta thấy rằng cái cửa sổ 6 giờ đó là người ta nhận thấy rằng là hầu phần lớn các trường hợp đó là qua cái thời điểm 6 giờ thì cái hầu như là không còn cái vùng tranh tối tranh sáng nữa. Tuy nhiên một số trường hợp người ta thấy rằng qua cái thời điểm 6 giờ, và đặc biệt là đối với những cái trường hợp mà tuần hoàn sau, thì vẫn còn cái vùng tranh tối tranh sáng đáng kể để chúng ta có thể can thiệp tái thông mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Vậy thì cái việc mà xác định cái vùng tranh tối tranh sáng sau cái cửa sổ 6 giờ nó là cái cơ sở để mà chúng ta điều trị mở rộng cái cửa sổ điều trị tái thông. Thì nếu mà chúng ta không vậy thì những cái biện pháp nào giúp cho chúng ta xác định được có tồn tại cái vùng tranh tối tranh sáng hay không? Thì nếu với những cái kỹ thuật hình ảnh học kinh điển, khi mà chúng ta được chỉ định cho bệnh nhân trong cái cửa sổ 6 giờ, tức là chúng ta không có sử dụng các hình ảnh tăng cường, thì cái việc tái thông thì người ta thấy rằng là cái việc tái thông qua cái sau cái cửa đối với TPA tĩnh mạch sau cái cửa sổ 4 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thì nó không có cải thiện về kết cục, mà đồng thời nó làm tăng cái tỷ lệ xuất huyết và nó không có cải thiện cái tỷ lệ tử vong tại thời điểm 3 tháng. Và cái khuyến cáo là đối với nếu mà chúng ta không có sử dụng những cái kỹ thuật hình ảnh học tăng cường thì người ta không có khuyến cáo sử dụng TPA sau cái cửa sổ 4 giờ rưỡi. Vậy thì việc mở rộng cửa sổ điều trị tái thông thì chúng ta phải đánh giá giữa cái lợi ích và cái nguy cơ, tức là cái lợi ích nó phải nhiều và cái nguy cơ là thấp. Cái lợi ích đó được thể hiện qua cái thể tích cái vùng tranh tối tranh sáng nó phải lớn và cái nguy cơ thấp, tức là cái thể tích nhồi máu đã hình thành nó phải nhỏ, tức là có một cái sự bất tương hợp giữa cái vùng nhồi máu và so với cái vùng penumbra. Và cái sự mismatch này, tức là cái sự bất tương hợp này được xác định qua những cái kỹ thuật hình ảnh học mà tăng cường, tức là trên CT hoặc là cộng hưởng từ perfusion. Thì người ta thấy rằng việc mở rộng cửa sổ tái thông với sự xác định của cái vùng
cái bất tương hợp giữa cái vùng thiếu máu cục bộ với lại cái rõ nhãn tử. Thì ở trên cái hình này, ở trên cái hình đầu tiên thì chúng ta thấy rằng cái vùng đỏ đó là cái vùng nhồi máu và cái vùng xanh đó là cái vùng thiếu máu cục bộ. Thì ở trên cái hình đầu tiên chúng ta thấy có cái sự bất tương hợp giữa cái vùng thiếu máu cục bộ so với lại là cái vùng hoại tử, tức là cái vùng hoại tử nó nhỏ trong khi cái vùng thiếu máu cục bộ nó lớn, chứng tỏ là cái vùng trong tối trong sáng nó còn nhiều. Thì khi đó chúng ta tái thông thì chúng ta đạt được cái kết quả tốt với cái tỷ lệ bệnh nhân hồi phục tốt. À, còn cái trong cái hình ảnh thứ hai thì là cái vùng nhồi máu, tức là cái vùng màu đỏ đó, thì nó đã lớn gần bằng cái vùng thiếu máu cục bộ, chứng tỏ rằng cái vùng trong tối trong sáng nó không còn nhiều. Và khi chúng ta tái thông như vậy thì là cái nguy cơ mà có được một cái kết cục phần lớn là không có đạt được một cái kết cục tốt, thể hiện qua cái thang điểm modified ranking. Vậy thì việc mở rộng cửa sổ điều trị TBA tĩnh mạch sau từ 4 giờ rưỡi cho đến 9 giờ với sự hỗ trợ của kỹ thuật hình ảnh học tăng cường thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta xác định được cái lỗi nhồi máu dựa vào cái tiêu chuẩn của nghiên cứu EXTEND, tức là cái thể tích nhồi máu dưới 70, cái vùng tâm tối trong sáng có thể tích trên 10 và cái tỷ lệ mà bất tương xứng đó là trên 1,2, thì rằng cái việc chúng ta mở rộng cửa sổ điều trị TBA tĩnh mạch đến 9 giờ là có mang lại lợi ích về kết cục cho bệnh nhân. Và cái điều này được khuyến cáo trong cái guideline năm 2021 của Hội nghị đột quỵ châu Âu, tức là những cái bệnh nhân mà có cái mismatch, tức là bất tương xứng giữa cái lõi nhồi máu so với cái vùng thiếu máu cục bộ, thì có chỉ định TBA tĩnh mạch đến cửa sổ 9 giờ. Một cái trường hợp rất là thường gặp đó là đột quỵ khi thức dậy. Thì ở một bệnh nhân đột quỵ khi thức dậy, chúng ta không có xác định được thời điểm khởi phát, tức là cái có thể bệnh nhân đó là đã quá giờ can thiệp hoặc là còn trong thời gian mà cửa sổ điều trị can thiệp. Vậy thì là những cái trường hợp nào chúng ta đánh giá rằng bệnh nhân đó còn cái cửa nằm trong cái cửa sổ can thiệp, tức là những bệnh nhân đó có sự bất tương xứng giữa hình ảnh học trên hình ảnh học MRI giữa flare và diffusion, tức là có tổn thương thiếu máu cục bộ trên diffusion nhưng mà không có tăng tín hiệu trên flare, chứng tỏ rằng cái tổn thương này nó nằm trong vòng 4 giờ rưỡi, khởi phát trong vòng 4 giờ rưỡi, và khi đó thì chúng ta có chỉ định sử dụng TBA tĩnh mạch ở những cái bệnh nhân mà đột quỵ thức dậy có những cái tiêu chuẩn về hình ảnh học như vậy. Về việc mở rộng cửa sổ lý huyết khối cơ học cho từ 6 sau 6 giờ cho đến 16 giờ thì chúng ta dựa vào hai cái nghiên cứu RCT, đó là nghiên cứu Don và nghiên cứu Diffuse 3. Thì trong cái nghiên cứu Don và Diffuse 3 thì người ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não do tắc động mạch cảnh trong hoặc là M1 động mạch não giữa mà có cái tiêu chuẩn phải cái tiêu chuẩn của nghiên cứu Don, tức là có bất tương xứng giữa độ nặng của khiếm khuyết trên lâm sàng biểu hiện qua thang điểm NIS với lại cái thể tích nhồi máu, hoặc là phải cái tiêu chuẩn của nghiên cứu Diffuse 3, tức là có sự bất tương xứng giữa hình ảnh học tưới máu so với cái lõi nhồi máu và kích thước lõi nhồi máu tối đa, thì chúng ta có chỉ định mở rộng cửa sổ lấy huyết khối cơ học đến 16 giờ. Đối với việc mở rộng cửa sổ lấy huyết khối cơ học đến 24 giờ thì chúng ta sẽ dựa vào kết quả của nghiên cứu Don như đã đề cập ở trên, tức là bệnh nhân có cái sự bất tương xứng giữa độ nặng của khiếm khuyết lâm sàng đánh giá bằng thang điểm NIS, tức là cái thang điểm NIS này nó thể hiện cái vùng thiếu máu cục bộ, tức là cái điểm NIS nó càng cao thì cái vùng thiếu máu nó càng lớn, và sự bất tương hợp đó nó giữa điểm NIS với lại cái thể tích nhồi máu, tức là cái vùng nhồi mà thể tích nhồi máu nó nhỏ trong khi cái điểm NIS nó cao, thì chứng tỏ rằng còn cái vùng trong tối trong sáng đáng kể để chúng ta có thể can thiệp mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Vậy thì việc mở rộng cửa sổ điều trị tái thông á, thì nó được thể hiện qua như những cái mốc thời gian như sau. Đối với TBA tĩnh mạch thì chúng ta có thể mở rộng cửa sổ điều trị tái thông đến 9 giờ nếu mà bệnh nhân có thỏa cái tiêu chuẩn của nghiên cứu EXTEND dựa vào những cái hình ảnh học tăng cường. Và đối với bệnh nhân mà đột quỵ do thức dậy, đột quỵ khi thức dậy, thì nếu mà bệnh nhân thỏa những cái tiêu chuẩn của nghiên cứu wake up, tức là có sự bất tương xứng giữa hình ảnh học thiếu máu trên DWI và flare, thì chúng ta có chỉ định TBA được tĩnh mạch. Rồi đối với can thiệp mạch thì chúng ta mở rộng cửa sổ đến 16 giờ nếu bệnh nhân có thỏa những cái tiêu chuẩn về hình ảnh học của nghiên cứu Diffuse 3, và mở rộng đến 24 giờ can thiệp mạch đối với những cái bệnh nhân có thỏa cái tiêu chuẩn của nghiên cứu Don. Và những cái việc mở rộng cửa sổ này là phải là được xác định, tức là chúng ta chọn lựa bệnh nhân để mở rộng cửa sổ điều trị tái thông dựa vào các kỹ thuật hình ảnh học nâng cao, tức là CT hoặc là MRI perfusion, và với những cái phần mềm chuyên dụng để chúng ta xác định rằng có còn cái vùng trong tối trong sáng đáng kể để mang lại lợi ích cho bệnh nhân khi chúng ta tái thông. Một cái vấn đề rất là tranh cãi trong cái thời gian qua đó là vấn đề chúng ta lấy huyết khối
cơ học trực tiếp hay là chúng ta điều trị bắt cầu. Tức là điều trị bắt cầu tức là chúng ta điều trị TDA, tĩnh mạch rồi sau đó là lấy huyết khối trực tiếp. Thì cái guideline năm 2018 là người ta khuyến cáo rằng là điều trị bắt cầu đó là điều trị chuẩn với cái mức khuyến cáo là 1A. Và tuy nhiên sau đó thì có nhiều cái nghiên cứu để nhằm so sánh rằng là lấy huyết khối cơ học trực tiếp và điều trị bắt cầu thì cái nào nó tốt hơn. Thì có rất là nhiều nghiên cứu, ví dụ như nghiên cứu Direct MT, Skip, Dev và Mr. Clino IV. Thì các nghiên cứu này, tất cả các nghiên cứu này nó có thiết kế là non-inferiority, tức là nó nhằm chứng minh rằng là cái lấy huyết khối trực tiếp nó không thua kém so với điều trị bắt cầu. Thì cái kết quả của các nghiên cứu này, trong đó có hai cái nghiên cứu là đạt và hai nghiên cứu là không đạt, chứng tỏ rằng là có những cái nghiên cứu cho thấy rằng là cái lấy huyết khối trực tiếp nó không có bằng so với đại điều trị bắt cầu. Trong đó cái nghiên cứu Mr. Clino IV thì cái kết cục tiên phát đó là nhằm chứng minh rằng là huyết khối trực tiếp nó ưu thế hơn so với điều trị bắt cầu, thì cái kết cục đó là thất bại. Trong năm 2000, trong cái hội nghị đột quỵ châu Âu năm 2021 thì cái nghiên cứu mới nó cũng được thiết kế tương tự, đó là nghiên cứu Sleep Direct, nó nhằm chứng minh rằng lấy huyết khối cơ học nó không có thua kém so với điều trị bắt cầu ở trên những cái bệnh nhân đột quỵ trong vòng 4 giờ rưỡi do tắc động mạch cảnh hoặc là một động mạch não giữa. Thì cái kết cục đó rằng người ta thấy rằng nó không đạt được cái tiêu chí chính, đó là cái điều trị lấy huyết khối trực tiếp nó không có ngang bằng được với lại là điều trị bắt cầu. Chúng ta thấy rằng ở tỷ lệ bệnh nhân hồi phục tốt ở bệnh nhân ở cái nhóm mà điều trị bắt cầu là 65% so với 57% ở cái nhóm lấy huyết khối cơ học trực tiếp. Và người ta thấy rằng cái tỷ lệ tái thông cao hơn ở nhóm điều trị bắt cầu, cái tỷ lệ thấp, cái tỷ lệ xuất huyết thì thấp hơn ở cả hai nhóm, thấp đều thấp ở cả hai nhóm nhưng mà thấp có ý nghĩa ở nhóm là lấy huyết khối trực tiếp. Sau đó là vào tháng 9 năm 2021 thì cái nghiên cứu Sleep Direct, Direct Sleep cũng được công bố. Thì trong cái nghiên cứu Direct này cũng nhằm chứng minh là lấy huyết khối cơ học nó ngang bằng, tức là nó không có thua kém so với lại điều trị bắt cầu. Thì đáng chú ý là cái nghiên cứu Direct Sleep này nó có một tỷ lệ lớn những cái bệnh nhân châu Á, đó là 136, không đó có Việt Nam. Thì cái kết cục đó rằng cái kết cục chính thì cũng trong cái nghiên cứu Direct Sleep này cũng không đạt được. Tức là cái điều trị lấy huyết khối cầu trực tiếp nó cũng không có được chứng minh là ngang bằng so với điều trị bắt cầu. Với cái tỷ lệ mà đạt được modified ranking, tức là hồi phục tốt ở nhóm mà điều trị bắt cầu nó cao hơn so với nhóm mà lấy huyết khối cơ học trực tiếp. Và ở nhóm bệnh nhân châu Á này, cái sự khác biệt này nó càng rõ rệt hơn và có ý nghĩa thống kê. Tức là nhóm mà điều trị bắt cầu đó thì cho cái kết cục tốt hơn ở nhóm là điều trị lấy huyết khối trực tiếp. Và một cái phân tích gộp 5 cái nghiên cứu so sánh giữa lấy huyết khối trực tiếp với lại điều trị bắt cầu cũng cho cái kết quả tương tự. Tức là cái lấy huyết khối trực tiếp nó không đạt được cái tiêu chính, tiêu chí chính so với điều trị bắt cầu, đó là không có ngang bằng. Cái thứ hai là cái tỷ lệ tái thông thành công cao hơn ở nhóm điều trị bắt cầu, cái tỷ lệ tử vong không khác biệt và cái tỷ lệ xuất huyết là khác biệt, không có ý nghĩa thống kê. Như vậy thì là điều trị bắt cầu đó cho đến năm 2021 thì cái guideline nó vẫn không thay đổi, tức là điều trị bắt cầu nó vẫn là điều trị chuẩn. Và tuy nhiên người ta cần khuyến cáo rằng cần những cái phân tích dưới nhóm để xác định cái nhóm bệnh nhân nào đó được phục hồi tốt hơn đối với một can thiệp là lấy huyết khối trực tiếp hay là điều trị bắt cầu. Trong năm 2021 thì cũng người ta cũng đề ra, cũng đưa ra một số cái mô hình điều trị, mô hình tiếp cận điều trị cấp, đột quỵ cấp, nhằm làm sao chúng ta tái thông rất là sớm những cái trường hợp mà đột quỵ thiếu máu cục bộ. Thì đây là một cái nghiên cứu lớn được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine. Thì cái nghiên cứu này là mục tiêu là so sánh cái điều trị chuẩn với lại cái điều trị trên cái đơn vị đột quỵ lưu động. Thì đây chúng ta thấy hình ảnh một cái đơn vị đột quỵ lưu động là giống như một cái xe cấp cứu được trang bị máy CT scan và có bác sĩ thần kinh. Thì khi một cái bệnh nhân, đối với điều trị chuẩn đó, thì khi một cái bệnh nhân đột quỵ đó thì bệnh nhân sẽ được vận chuyển bằng xe cấp cứu đến một cái đơn vị đột quỵ hoặc là một cái trung tâm đột quỵ, thì tại đó bệnh nhân mới được điều trị tái thông. Còn đối với cái mô hình này đó, thì bệnh nhân sẽ được cấp cứu và được can thiệp TPA tĩnh mạch nếu có chỉ định ở trên ngay cái xe cấp cứu và sau đó được chuyển đến một cái trung tâm đột quỵ để xem xét là can thiệp lấy huyết khối sau đó nếu mà có chỉ định. Thì người ta đã, cái mục tiêu là người ta so sánh cái modified ranking tại thời điểm 3 tháng. Thì đây là một cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3
trên những cái bộ bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não trong 4 giờ rưỡi đầu tiên. Thì cái kết cục là người ta thấy rằng là có thêm 17% bệnh nhân được điều trị TPA, và 30%, có thêm 30% được điều trị trong vòng giờ đầu, tức là từ 3% cho đến tăng lên là 33% bệnh nhân được điều trị trong vòng giờ đầu. Và cái kết cục là giảm có ý nghĩa tàn phế, và người ta thấy rằng có thêm 10% bệnh nhân được sống độc lập với cái modified ranking là từ 0 đến 1. Tức là cái tỷ lệ bệnh nhân được điều trị trên cái xe cấp cứu, trên cái xe cái đơn vị đột quỵ lưu động là 55% so với là cái điều trị chuẩn là 44,4%. Một cái nghiên cứu khác đó là nghiên cứu Angio kép, nó cũng đánh giá được cái đánh giá cái kết cục của những cái trường hợp mà chúng ta điều trị tái thông rất sớm trong cái giai đoạn tối cấp. Trong cái nghiên cứu này thì khi mà một bệnh nhân vào cấp cứu mà có nghi ngờ tắc động mạch lớn và khởi phát trong vòng 4 giờ đầu, thì người ta sẽ phân lô ngẫu nhiên đưa vào một cái nhóm thì là điều trị chuẩn, tức là chúng ta chụp CT, CTA, dùng TPA rồi sau đó là can thiệp mạch, và so sánh với một cái nhóm là bệnh nhân sẽ được đưa thẳng vào cái phòng DSA, và trong phòng DSA bệnh nhân được chụp cái máy CT có phòng DSA có thể loại trừ xuất huyết, và sau đó là chúng ta đặt cái catheter động mạch đùi để chụp DSA và xác định cái xem có là cái tắc động mạch lớn hoặc can thiệp. Thì người ta kết kết cục chính đó là cái thời điểm modified ranking phải thời điểm 3 tháng, thì người ta thấy rằng là ở cái nhóm mà đưa thẳng bệnh nhân vô phòng DSA đối với những trường hợp mà nghi ngờ tắc động mạch lớn thì có cái kết phục hồi phục tốt hơn, có ý nghĩa thống kê so với nhóm điều trị chuẩn. Và cái tỷ lệ mà bệnh nhân được tái thông sớm trong vòng giờ đầu nó rất là cao, là 77 phút, tức là hầu hết cái thời gian mà tái thông trung bình là chỉ là 77 phút sau khi là bệnh nhân vào cấp cứu. Tuy nhiên cái nghiên cứu Angio kép này có một cái vấn đề lớn khi mà áp dụng, đó là chúng ta phải xác định chính xác cái tác động mạch lớn trên lâm sàng, và cái điều này đòi hỏi một cái trình độ cái được huấn luyện của cái người bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân. Bởi vì nếu mà khi mà chúng ta đưa vào phòng để xa mà bệnh nhân chụp lên không có tác động mạch lớn thì khi đó chúng ta không có quay ngược trở lại để can thiệp PDA được. Rồi một cái vấn đề cuối cùng đó là những cái chỉ định TB trong một cái số tình huống đặc biệt. Thì trong những cái tình huống ví dụ như đột quỵ nhẹ, xuất huyết, bệnh nhân có tiền sử xuất huyết não hoặc là đột quỵ thiếu máu não trong vòng 3 tháng, thì đây là những cái trường hợp mà chỉ định chống chỉ định tuyệt đối hoặc là tương đối trong cái khuyến cáo, những cái khuyến cáo trước đây. Thì bây giờ những cái chỉ định này có những cái khuyến cáo này có thay đổi trên những cái đối tượng này hay không? Thì ở những cái bệnh nhân mà đột quỵ nhẹ đó, tức là những cái bệnh nhân có điểm NIS từ 1 đến 4. Tuy nhiên những bệnh nhân đột quỵ nhẹ có thể là có tàn phế nếu mà những cái khiếm khuyết, nếu mà chúng ta có thể ảnh hưởng đến cái sinh hoạt cơ bản hàng ngày, thì chúng ta xác định rằng những cái đột quỵ nhẹ đó nó gây tàn phế. Thì đối với những trường hợp đột quỵ mà gây đột quỵ nhẹ NIS từ 1 đến 4 mà gây ra tàn phế thì người ta khuyến cáo là sử dụng TPA. Còn trong trước đây đó, trong những cái guideline trước đó thì người ta khuyến cáo rằng là có thể xem xét là không không có chỉ định TPA đối với những trường hợp đột quỵ nhẹ. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà đột quỵ nhẹ mà không có tàn phế thì người ta khuyến cáo rằng là không có chỉ định TPA. Tuy nhiên đối với những trường hợp đột quỵ nhẹ có hoặc là không có tàn phế nhưng mà có tác động mạch lớn thì người ta khuyến cáo dựa vào các ý kiến của các chuyên gia đó là sử dụng TPA đường tĩnh mạch và sau đó là can thiệp mạch. Rồi một cái trường hợp đó là chúng ta thường gặp trên lâm sàng, đó là những cái bệnh nhân đột quỵ cấp, đột quỵ thiếu máu não cấp nhưng mà tiền sử thì có xuất huyết não. Thì trước đây đó là cái tiền sử xuất huyết não là cái chống chỉ định tuyệt đối. Tuy nhiên thì gần đây người ta đã có một số cái thái độ khác đối với những cái bệnh nhân có tiền sử xuất huyết não. Thì trong một cái nghiên cứu quan sát trên 1.200 bệnh nhân đột quỵ cấp sử dụng TPA, thì trong đó là có 7 bệnh nhân có tiền sử xuất huyết não trước đó từ 1 cho đến 12 năm, 1 năm rưỡi cho đến 12 năm, thì người ta vẫn sử dụng TPA cho những bệnh nhân này, thì người ta thấy rằng là không có cái bệnh nhân nào bị xuất huyết và tử vong sau khi sử dụng TPA. Và do là không có cái nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi nào, do đó không có đủ đưa ra cái khuyến cáo. Tuy nhiên người ta cũng các chuyên gia vẫn đồng thuận với nhau rằng là các chuyên gia của cái hội đột quỵ châu Âu năm 2021 vẫn đồng thuận là khuyến cáo là sử dụng TPA đường tĩnh mạch cho những cái bệnh nhân mà có tiền sử đột quỵ xuất huyết, với những cái điều kiện là chúng ta phải lựa chọn bệnh nhân, tức là những cái trường hợp mà bệnh nhân là cái xuất huyết đó là trong vòng nhiều năm trước xuất huyết não tiên phát và không có một cái nguyên nhân nào
mà có thể gây ra cái xuất huyết não hiện tại. Ví dụ như đối với những trường hợp mà xuất huyết do dị dạng hoặc là xuất huyết do vỡ phình thì chúng ta không có chỉ định. Rồi một cái trường hợp nữa đó là đột quỵ thiếu máu não trong vòng 3 tháng. Thì người ta thấy rằng những cái trường hợp mà bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não trong vòng 3 tháng đó, thì trước đây đó là nằm trong cái chống chỉ định. Tuy nhiên người ta thấy rằng khi mà chúng trong cái thực tế lâm sàng đó, khi sử dụng TB trong những cái bệnh nhân mà đột quỵ thiếu máu não trong vòng 3 tháng ở một số trường hợp mà chọn lọc đó, thì người ta thấy rằng cái không có làm tăng cái nguy cơ xuất huyết có triệu chứng cũng như tử vong và cũng giúp được cải thiện kết cục chức năng ở những cái bệnh nhân này. Và do không có cái phiến do không có cái nghiên cứu ngẫu nhiên bù đôi, do đó không có đủ đưa ra cái khuyến cáo, nhưng mà các tác giả của họ, các chuyên gia của Hội đột quỵ châu Âu đều khuyến cáo rằng là chín trong chín thành viên thì khuyến cáo là sử dụng TB tĩnh mạch cho những cái bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não trong vòng 3 tháng ở những cái bệnh nhân mà đột quỵ nhồi máu nhỏ, ví dụ như nhồi máu lột huyết xảy ra trên 1 tháng và có cái kết cục lâm sàng, có cái hồi phục lâm sàng tốt ở cái đợt đột quỵ trước. Như vậy kết luận thì là qua những cái tiến bộ được trình bày trong những cái hội nghị đột quỵ năm 2021, thì chúng ta khuyến cáo rằng là mở rộng cửa sổ điều trị tái thông với sự hỗ trợ của các kỹ thuật nền học tăng cường. Cái thứ hai là cái thời gian nó vẫn là cái yếu tố quyết định đối với cái kết quả điều trị tái thông, được thể hiện qua cái nghiên cứu MSU, tức là cái nghiên cứu sử dụng cái xe cấp cái đội đơn vị đột quỵ lưu động và cái việc đưa thẳng bệnh nhân tắc động mạch lớn vào cái phòng DSA. Cái thứ ba đó là cái điều trị bắc cầu, tức là sử dụng TB bình tĩnh mạch và sau đó là lấy lý thuyết khoa học, vẫn là cái điều trị tiêu chuẩn hiện nay và chưa có các khuyến cáo là chưa có thay đổi. Và với một số cái tình huống đặc biệt thì người ta có một số cái thay đổi trong cái khuyến cáo điều trị dựa vào những bằng chứng cũng như một số cái bằng chứng cũng như sự đồng thuận của các chuyên gia. Cái bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp.